ở đâu? Vậy thôi mình ăn cơm gà nha. Hay là mình thôi em gà nha. Quá mình đi đi. Em vậy thôi mình ăn. Ờ đúng rồi. Đi cũng được ạ. Mình đi ăn. Em đói quá, mình đi ăn. Anh ơi, em đói quá, em không thích ăn phở đâu. Đi ăn gì đi. Hay là mình đi ăn. Ta cũng đói nữa nè. Em không thích ăn phở đâu, gì đi ăn. Ờ đúng rồi, ta cũng đói nữa nè, đi ăn gì đi. Em muốn ăn gì, anh dẫn đi nè. Em ăn gì cũng được ạ. Hay là mình đi ăn phở nha. Thôi, em không thích ăn phở đâu. Vậy thôi mình ăn cơm. Thôi, anh dẫn đi nè. Anh ơi, em ăn gì. Thôi, em không thích em ăn phở đâu. Hay là mình đi ăn phở. Ờ đúng. Hay là mình đói quá, đi ăn. Ăn gà nha. Thôi, anh dẫn đi nè. Thôi, ta ăn gì đi. Thôi mình ăn cơm gà nha. Thôi, anh ơi, em không thích ăn phở đâu. Hay là mình đi ăn phở. Đi ăn gì đi. Em không thích ăn phở. Thôi, em nè, đi ăn gì đi. Ăn phở nha. Thôi, anh ơi, quá, mình đi ăn gì đi. Thôi, anh nè. Em. Hay là thôi, phở đâu? Gì, anh dẫn đi nè. Em ơi. Thôi, quá, mình đúng rồi. Ta... Em muốn ăn gì? Gì cũng được ạ. Thôi, em không thích quá, mình đi ăn gì. Em muốn ăn gì? Thôi, ta cũng đó. Thôi, em nè, đi ăn gì đi. Em muốn ăn gì?